Hello đại gia đình mình ơi, coi như là hôm nay là ngày thứ hai của Bali, còn ở trong bệnh viện. Bây giờ hôm nay ăn cơm trưa nữa đây. À, đây có Cả mẹ nữa nhà nha, cả nhà. Hôm nay cơm trưa mình mua cơm gà. ăn cơm bệnh viện cả nhà ơi, đây là cháu nguyên bệnh một nè, cái này là cái giống mẹt combo, gà, nguyên cái đúng mẹt rồi, cái mẹt combo đó, dạ. Lòng non nè, mình xào trứng lòng non, non, trứng gỏi, non, gỏi, đồ chua, chua, gà gà xé, xé, dưới đây là gì dạ. Gà xé da gà rồi, cánh gà gì á, mình mở lên đây, dạ. mẹt này con mấy đây, Đây nè, cánh gà, cánh gà, gà xé với lại cánh gà, ồ, thịt gà mà ưa mà. Ta ướp nghệ á, nhìn đẹp lắm. Ôi cơm, cơm đùi gà, cơm đùi gà. cha gì rồi, Cơm sao gà ăn nghe ra đây ngon có cái tô, lấy cái tô đi mang không? Đây cái mấy tô cái đi, tô. Bỏ vô mang đi. Để nay quay cho mọi người ăn trước đi, mình ăn sao ngon đi nữa nè. Ăn cơm bệnh viện cả nhà ơi. Ta ly tội nghiệp quá, cô chú em nè, buồn cô quá. chú con nè, ngủ rồi. Quên đi, không đi vào đi kéo. Em ngủ rồi cô chú ơi. Tội nghiệp cũng còn đang rất là sốt, nóng sốt. À không biết sao mẹ, biết sao cái này mà để con chút con bỏ cơm đi, cái không còn không đem đồ ra, đem đồ ra đây để đựng cơm cho mày, hay là cái dưới này còn cái mẹt không, ác thịt cho con cái một ta. Không có cái này nè. Giờ... xin mời cả nhà ăn cơm nha. Bây giờ bảo xin mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Quay trên từng cây số nên là không có chuẩn bị gì hết trơn á. Với lại là mình cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng chia sẻ hết trơn á. Vui đi bệnh viện cũng mệt nhưng mà cũng muốn chia sẻ với cả nhà cái hoạt động của gia đình chơi. Khoảnh khắc ăn cơm đi như thế. Cả nhà biết sao không? Mình nghĩ là bữa nay á, hôm qua là nghe mấy cô nói có thể là bữa nay cho em về, cho nên mình á là không có đem đồ đầy đủ để xuống để sử dụng, nhưng mà bữa nay là mình xuống mình nghe dâu nói là bác sĩ nói chắc chưa có được về nên thôi kệ, ở đây thì có cái gì ăn cái đó thôi. Đưa cái mẹt ra gà ra giữa nè, nó sẽ gần gần lại. Đó, để mà mọi người gấp. Cái phần này là của ông Bảo ra cơm hộp cả nhà ơi. Ồ cái này có kim chi không? Có kim chi nè. Gỏi, dưa chua. Xong mời cả nhà cùng ăn với mấy mẹ con mình nha. Cơm gà này là nó có nghệ. Khác cơm gà mẹ không có bỏ nghệ mà. Trên thịt màu vàng thơm mà. Không, người ta nấu chuyên nghiệp, người ta nấu phải ngon rồi. Đúng rồi, mình lâu lâu nấu. Ta nấu, ta quán, ta bán, ta mở nhà hàng, ta tỷ bạc mà mình thì là chơi đó. Nhà thôi. Nấu cơm để bán nên phải thêm bài bản. Còn bài bán bản với lại là biết. Đúng bài luôn, đúng chất. Cái này mua ở nhà hàng quán ăn con gà mái ở đường Quang Trung đó nha. Nhà thấy miếng cánh gà ngon quá hả? Là vàng ươm. Vàng ươm hấp dẫn đó. Đúng thứ mẹ mua thích luôn, ăn đi mẹ. Ừ. Tao để mẹ gặp mẹ ăn trước còn chút đó. Mua trứng gà này, tại mẹ biết không, mẹ chút trứng gà. Chút cái đó mình cầm cái tay chút ăn sao. Gà trứng non, hai cái trứng nó cắt làm đôi, thành bốn cái. Cái mẹ này bao nhiêu vậy? Mẹ là 130 mấy, 140 ngàn. Lời lúc. Ngốt. Có vốn mở cái nhà hàng, có lý. Nhà hàng cũng bảo. Mà ngon mẹ, cơm ngon không? Ngon. Đồ xào cũng vừa ăn luôn. Mình nó cả nhà nghe mình cũng làm cơm gà chia sẻ với cả nhà ha. Nhưng mà không ngon bằng cái này được. Tại vì mình không có kinh nghiệm. Nhưng mà ăn cái này rất là ngon. Mình là bữa cơm gia đình. Người ta là bán là bữa cơm cho nhiều gia đình. Mình nghĩ là nấu á, có khi thiếu cái này, có khi thiếu món kia, cái mình chế ra rồi là cũng xong bữa. Còn nấu bán là phải cho đủ, cho đúng, cho nên nó ngon. Hôm nay là đồ ăn là rất là đúng điệu luôn, chỉ có đồ dùng đó, dụng cụ thiếu. Lên giả nhiên á. Hôm qua ăn cơm tấm kali ở căn nhà thì có cho mình hộp hiếp đầy đủ, mà mình cứ tưởng nghĩ đi là người ta cũng cho mình hộp. Ai về là không có hộp. Thôi kệ đi, trứng dễ lắm cả nhà. Sao không được mới ăn no thôi. Chỉ mong với lại là chỉ mong sao cho cháu đúng rồi, cháu con cháu mau khỏe để về.
chứ cái này thuộc dạng giải chiến mà. Ừ, mong sao cho cháu mình hết hết bệnh để mình đi về khỏe. Tội nghiệp em, hôm qua bác sĩ đút cái kim vô để bơm thuốc cho em thì khuya nó ngủ nó bị văng cái kim ra luôn. Cái kim nó gọi là kim bướm cả nhà, là để vô tay để mình truyền nước truyền thuốc rồi đó. Văng ra rồi sáng phải đi đi lấy về lại. Cái bên tay bên kia đau khóc quá trời, cộng thêm là hả giờ sợ bác sĩ luôn rồi, gặp bác sĩ y tá mà mặc đồ tới là nó khóc hét luôn. Nó nhìn nó biết bận đồ đồ là nó biết người đó là ai rồi. Thêm con nít nữa, do nó còn nhỏ quá, bên tay bên kia không có nữa. Bác sĩ tìm được cái bên nó cũng rất là khó nữa. Quá trời cả nhà ơi, mùa này giờ dịch sốt xuất huyết rồi sốt siêu vi sốt gì tùm lum hết, sốt trái rạ tùm lum hết á. Đó bảo đó, bảo bệnh như vali nè, cái phải cạo nhúm tóc ở trên đầu để lấy ven. Ừ. Con nhỏ cực nó to, ráo giờ năm nó lớn rồi nó khỏe rồi. Mỗi lần mà các bạn biết, mỗi lần mà đi chích thuốc mà mẹ lấy ven nữa, mình đứt ruột á, khóc á, thấy nó đau nó khóc còn không nổi. Ông bà biết đâu, đeo cái cây kim vô cái tay nó thì nè, nó cái cọng bóp bóp vũ quậy thường. Hôm nay mẹ nó phải lấy chiếc vớ mang vô cái tay. Nhớ là để nó khỏi tháo rồi nữa. Có đau quá tự động giật ra. Quả nó bốc ngon mẹ. Trộn ngon. Mỗi lúc mỗi nơi đều chia sẻ cả nhà biết cả. Mà thường ấy, nhà thường nó có hai bếp. Mỗi lần mình sốt lên là cập nhiệt độ. Mà sốt tới khoảng lần thứ 2, thứ 3 thì mình vô bệnh viện, mình xin xét nghiệm máu cho nó chắc ăn. Chắc ăn có biết thuốc gì là chắc ăn biết. Hớn quá trời, vô bệnh viện thấy quá trời bệnh luôn. Trời ơi, trong nhà mình không thấy điều gì hết, chứ vô đây thấy nít bệnh, thấy thương luôn. Đứa bệnh này, đứa quá bệnh kia. Bởi vì con sình cho nhà cũng dám xuống, cho xuống dưới này cả nhà ơi. Tháng này á, thì nói chung á, thì thời tiết thay đổi nên nó hả mưa nhiều quá nên là mũi mầm nhiều. Em bé rồi dễ bị bệnh, nhưng mà xuống đây có nhiều người bệnh quá mình không dám cho mình xịt nữa này. Trời ơi. Bây giờ tao bảo ăn miếng rồi nha, cũng hơi đói bụng rồi. Hai ghế dành cho hai người đẹp rồi mình ngồi về chùm hởm mình ăn luôn đó, vậy nó mới dân giả nha nhà ơi. Nguyên thì chịu cầm lọc không nổi rồi. Nó buồn quá. Con gà ngon ghê, 45.000 hộp này. 45.000? Ừ, gà bình thường là 35.000, cơm bạch xé thì là 35. Hôm qua cái chỗ mình ăn cơm kia là cái nước luộc gà. Lấy nấu lá giang, ngon. Phải lá giang ta sao đâu không? Chua, lá giang chua. Cái này hồi nãy thấy cũng để sao để nó canh lá giang nào sao cái này là không có chua, ngày hôm qua là có là chua chua. Cái này chỉ là nước súp, nước cốt gà ăn thôi. Cốt gà, ngọt. Quán này cho đúng cái kiện luôn, ba phần cho đúng ba bột mắm. Nguyên định combo này chỉ ăn hai người thôi, không ăn ba người. Cơm đã coi có đói thì mình có được cái gì được này, cái chứ điều á, cái điều cái lắm rồi. Rồi bác xin mời cả nhà ăn trưa cùng gia đình mình nha cả nhà. Để con, để con nhiều quá cái trong cái hộp nữa chứ không đủ. Ngon lòng xào cũng ngon. Mời cả nhà. Mời nhiều che mắt ngon. Đó là mẹ cao rồi. Ngon quá. Cao. Cơm gà nó ngon quá. Hộp cơm nó đều mà nó tơi xốp. Thôi. Cả nhà biết không? Bữa trước mình đi Bình Dương mình cũng nấu cơm gà đó cả nhà, nhưng mà hồi nào giờ mình nấu cơm mình chỉ nấu 4-5 lon, 4 lon cả loại thôi. Nó là đấy. Tăng nước được. Còn lên nhà chị mình á, nấu cái nồi đó 8 lon gạo.
cái con gà nấu mà phải khô mới ngon. Ừ, khô, sốt, thịt cơm muốn nó bấm nhìn nó mới ngon cái ngại. Nó lại lâu lâu ăn lại trứng ngon ngon, nó sật sật sật. Trong cái gia đình ngủ, anh thủ ba ly nằm ngủ ngon, chúc cái em ba mình ăn. Để chúc em thích cái em ẩm. Ở nhà biết bao vô đây nè, lạ phòng, lạ giường á, nó không ngon giống như ở nhà với em thôi mà. Bây giờ thức dậy mấy lần nữa nè? Giờ có cái dịch vụ rắc hút này cũng tiện quá. Đâu mình kêu rồi tới được. Ngày á, ngày á thì mình xuống đây, có thằng Bảo đây. Ngày mai á là Bảo nó không có xuống đây được. Mai đó là thay ca cho bà ngoại. Ngoại lên ở với hai mẹ con Ngân. Còn mình á là phải ở nhà với Vinh Sình. Còn Bảo với ba là phải đi về Đồng Nai. Mai đi về Đồng Nai có những bất ngờ cho cả nhà. Cả nhà đón chờ video về Đồng Nai nha. Rất là những bất ngờ, rất là nhiều bất ngờ. Bảo với ba đi về Đồng Nai đi tới thứ hai mới về cả nhà. Nên á là phải nhờ bà ngoại lên ở đây với Ngân. Còn mình phải ở nhà Vinh Sình. Không cho bây giờ đi theo được cả nhà về gì không? Đi lên đi về nội cũng mất công việc. Nội công việc, không ai chăm sóc đủ gì, không ai cho ăn cho uống cho ngủ nghỉ. Mẹ dẫn Vinh Sình đi theo là không được, không ai chăm sóc em hết. Bữa này là đi đâu có không anh? Giờ mùa này nhà có đi lại nhiều quá cũng tốt. Đi biển nhiều quá. Ở phòng này là được cái là chỉ có gia đình mình thôi là cũng hơi đi thắng rồi. Mình mất tiền là mình gần cái cổng nó kéo nữa, cửa kéo nè. Mỗi lần mình kéo mình kéo. Đó. Tiếng cậu nhẹ nhẹ thôi. Xong, hôm qua nghe thấy khóa rồi. Nó có buổi trưa với buổi sáng sớm hoặc ra mở từ điểm đó. Nó là nhân viên, nó điều dưỡng. Nghe chết những dịch mình nó như vậy. Nó là biết sao mà Bảo hay cho em vào đây rồi Bảo xin em bé cùng ở đây. Hồi xưa giờ Bảo có bệnh hay là Bảo có vô bệnh viện đây Bảo có ở vô đây hết. Rồi ăn đi sinh nó thì Bảo thấy dịch vụ cũng rất là tốt. Bây giờ nó mới rồi chứ nó không phải giống như khoảng 10 năm trước thì nó cũng còn rất là cũ. Bây giờ người ta xây lại rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Khoảng 5 nữa hả Bảo? Đó, năm đó là bệnh viện này là cũng nhất rồi. Ha. Hiện tại bây giờ là đang xây dựng nhiều lắm cả nhà. Bác sĩ ở đây cũng rất là chuyên môn, rất là cao cả nhà. Vì đây là bệnh viện quân y, quân đội, để phục vụ cho quân đội. Đa số bác sĩ trong đây là bác sĩ giỏi, cụ không qua ha. Bác sĩ hôm nay bị cụ. Với lại đây mà làm mà xương khớp rồi đó, là bác sĩ trong bệnh viện. Ở đây chỉ có một cái bất tiện thôi, mà nó quá rộng thôi. Quá rộng. Không phải là bỏ chân. Cái gì cũng tốt, chẳng gì cũng được. Nhà mình xưa giờ cái ví dụ như nhà mình á khám định lấy thuốc là mình mới đi Hồng Đức. Ví dụ Hồng Đức á là nhanh gọn lẹ, tại vì mình cũng có quen bác sĩ nên mình đi Hồng Đức nữa. Thì mỗi cái thì nó mắc hơn chút đỉnh. Ví dụ như khám mắc hơn chút. Siêu âm hoặc là mình làm các cái xét nghiệm thì nó đều mắc hơn, mỗi cái chút hơn ở trong bệnh viện của nhà nước, nhưng mà nó nhanh. Còn khi nào mà nhập viện hay là sanh đẻ được là mình phải xuống bệnh viện này. Nhà mình đi hai bệnh viện. Chưa bảo test kìa, để xương đòn dai nha. Đó. Cũng vô đây. Rộng rãi thắm á, với lại bác sĩ ở đây chịu tận tình với những người nhà, không có xa cách với bệnh nhân quá. Đúng rồi.
thường con đi khám bệnh nhiệt huyết bữa con đi đẻ vô bác sĩ ekip mổ rồi vậy đó là mình vui lắm, kiểu người nhà mình lúc mình sanh á thoải mái, làm cho tinh thần mình thoải mái hẳn. Thì đại gia đình mình ơi, coi như là bữa cơm của gia đình mình tới đây cũng xong rồi. Thì bây giờ Vũ xin kết thúc cái video đây nha. Cũng là một bữa cơm thân mật trò chuyện ở giả chiến ở bệnh viện. Thì mong cả nhà cũng thông cảm, những bạn nào mà không thích những video kiểu này thì đừng có xem và để vào mà chửi nha cả nhà. Đây là Bảo chia sẻ nha, chia sẻ với đại gia đình mình những công việc, những sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, yêu thương. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.